Vitabiotics Vitamin D cho bé 0 trừ 4 tuổi Well Baby with DDROPS 30ml là sản phẩm được đầu tư phát triển một cách vô cùng kỹ lưỡng bởi những chuyên gia về dinh dưỡng tại Anh Quốc. Sản phẩm cung cấp một lượng chính xác vitamin D đủ để đáp ứng nhu cầu vitamin D hàng ngày của trẻ từ trẻ sơ sinh đến 4 tuổi. Xuất xứ: Anh. Dung tích: 30ml. Đối tượng sử dụng: sản phẩm dành cho trẻ từ 0 đến 4 tuổi. Vitamin D cần thiết với mọi lứa tuổi và đặc biệt quan trọng đối với trẻ nhỏ. Giúp tăng cường sức mạnh cho hệ miễn dịch, phát triển xương, đảm bảo chiều cao và tầm vóc lý tưởng cho con. Nhưng sữa mẹ chỉ cung cấp được 10% lượng vitamin D mà bé cần. Lời khuyên của các bác sĩ là nên thường xuyên bổ sung vitamin D cho bé với liều lượng thích hợp ngoài thức ăn hàng ngày. Vì vậy, sản phẩm Vitabiotics Well Baby with DDROPS được đa số các bà mẹ Anh Quốc tin dùng cho bé bởi tiêu chuẩn y tế và dây chuyền công nghệ hiện đại. Cùng với đó là khả năng cung cấp vitamin D cho trẻ một cách hiệu quả và an toàn. Công dụng của sản phẩm: bổ sung vitamin D cho trẻ giúp hỗ trợ cho sự phát triển của cơ thể, đặc biệt là xương, trong giai đoạn phát triển quan trọng của bé. Thành phần của vitamin D cho bé 0 trừ 4 tuổi Well Baby with D Drops: vitamin D3 trợ lấy canxiferol, dầu ô liu. Giới thiệu về thương hiệu Vitabiotics. Vitabiotics là thương hiệu dược phẩm hàng đầu tại Anh Quốc, chuyên nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe trong suốt 46 năm, nhằm hỗ trợ các chức năng của cơ thể, giúp con người sống khỏe một cách tự nhiên và trọn vẹn. Toàn bộ sản phẩm của Vitabiotics được sản xuất và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn dược phẩm, khắt khe hơn nhiều so với tiêu chuẩn của thực phẩm bổ sung thông thường. Các nhà máy sản xuất đều đáp ứng tiêu chuẩn GMP Anh Quốc và Vitabiotics gần như là tập đoàn duy nhất sản xuất toàn bộ thực phẩm bổ sung được chứng nhận đạt tiêu chuẩn sản xuất dược phẩm bởi MHRA, cơ quan thanh tra các sản phẩm thuốc và chăm sóc sức khỏe của Bộ Y tế Anh, nên người dùng hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm.